Hai chào bạn, hôm nay shop xe đạp Hưng My giới thiệu mẫu Vina Bikey. Giá con xe này là 4.500.000, giá xe là 4.500.000. Màu sắc là đen đỏ, mã xe là SKV Vina Bikey, hàng của Zan, bảo hành chính hãng bởi công ty Zan, 72 Phạm Văn Bạch và Zan Việt Thắng nha các bạn nha. Các bạn mua xe vui lòng gọi điện thoại, số điện thoại 0937009995 hoặc 0984649676. Zan SKF, giá xe là 4.500.000, mời các bạn xem, theo dõi xe. Con này sử dụng cấu hình như sau, tay đề Shimano, 3 đĩa 7 lít, tay đề Shimano, 3 đĩa 7 lít, Shimano hàng chính hãng chứ không có loại 1, loại 2 gì hết nha các bạn nha. Shimano, tay đề Shimano, 3 đĩa 7 lít. Khung sườn nhôm, phột thép, ghi đông bô tăng, cốt yên nhôm, mã là Vina Bikey. Size xe là con này là size S, phù hợp với chiều cao của nhiều người. Màu sắc là đen đỏ trắng, Vina Bikey SKF. Giá con xe này là 4.500.000, giá xe là 4.500.000. Giờ dĩa ProWell, giờ dĩa ProWell, giờ dĩa là ProWell. Cùi đề đĩa là Shimano Tony, cùi đề lip là Shimano Tony. Khung sườn nhôm, phụt thép, bi đông bô tăng, cốt yên nhôm. Xe có vè, có ba ga. Size vỏ là 700 nhân. Vỏ Kenda, size vỏ là 700 x 35C, size vỏ là 700 x 35C, phù hợp cho các bạn những đi những cung đường xấu, đất đá sình lầy hoặc là đi đường trường luôn cũng được. Nói chung con này đi được, tích hợp phù hợp được rất nhiều cung đường. Yên dạng S kép, bản lớn, chạy rất êm thoải mái. Mã xe gọi là Vina Bikey S kép của Zan, bảo hành chính hãng bởi công ty Zan, có vè, có ba ga, vè sau, vè trước có đầy đủ, có ba ga. Khung sườn là khung sườn nhôm, phụt là phụt thép, ghi đông bô tăng, cốt yên nhôm. Xe sử dụng hai thắng đĩa cơ, màu sắc đen đỏ. Anh đang quay con xe ra ngoài luôn rồi này, để quay những cảnh này cho đẹp. Nắng quá, Noel mà sao nắng dữ vậy. Đó, Vina Bikey. Trời hơi nắng nha các bạn nha. Rất đẹp, kiểu dáng rất đẹp thể thao. Giá con xe này đang được bán với giá là 4.500.000. Xe có vè, có ba ga cho các bạn, dễ mua, dễ xài, dễ sử dụng. 4.500.000. Màu sắc là đen đỏ, khung sườn nhôm. Rồi cho nó xuống cái này. Rồi dựng cái chống anh đang để đó. Không, rồi đúng rồi, đá chống luôn đi. Rồi anh đang cao 1m72 tới 75. Rồi anh đang leo lên ngồi. Anh này là anh An. Đó, anh cao 1m7 mấy. Ngồi trên xe này cũng vừa vặn, hợp lý nha các bạn nha. Và người có chiều cao từ 1m6 mấy như mình ngồi cũng được, 1m6. Rồi anh An xuống này, để tới em ngồi. Hai người mẫu nha các bạn nha. Đó, thì anh An ngồi thì chiều cao yên là hiện tại chưa có nâng lên nha các bạn nha. Chữ Vina vẫn còn dưới. Đây là tới mình, là mình cao 1m6 nè. Có người gọi rồi. Đây người gọi tới nghe. Đó, mình ngồi thì hơi nhón một xíu nha các bạn nha. Nhón hoàn toàn luôn. Đó, thì chạy tư thế chạy rất thoải mái, dễ dàng. Giá con xe chỉ có 4.500.000 thôi các bạn. Giá xe chỉ có 4.500.000. Màu sắc là đen đỏ.
Giá xe chỉ có 4.500.000, màu sắc đen đỏ, khung sườn nhôm, chạy rất dễ dàng. Con này là có khách mua rồi nên mình mới dám lấy mình chạy nha các bạn nha. Đó, hai anh em mình là chín mấy ký trở lên nha các bạn nha, trọng lượng không hề nhẹ. Rồi quay lại. Đó. Anh An ảnh cao thì ảnh quay đầu xe nó dễ hơn, mình lùn mình chống chân không tới mình quay sẽ hơi khó khăn hơn nha các bạn nha. Kiểu dáng rất đẹp, thanh lịch, bi bạc đạn chạy rất êm. Con này chạy rất êm, rất mượt. Giá xe chỉ có 4.500.000. Giá xe 4.500.000. Để bên đây nè anh em, để bên đây. Quay bộ rúp ra. Đúng rồi. Đó, mã xe là SKV. Tay đề là Shimano nè, mình quay lại tay đề cho các bạn coi để các bạn trải nghiệm nha. Tay đề Shimano. Con này chạy rất chuẩn, không hề có lỗi lầm gì luôn. Giờ dĩa Prowell, cùi đề đĩa Shimano Tony, cùi đề lip là Shimano. Xe là 3 đĩa 7 lip, khung sườn là khung sườn nhôm, có vè, có ba ga. Giá thì dễ mua, chỉ có 4.500.000 à. Cái mức giá chỉ có 4.500.000 à, các bạn mua xài. Khung sườn thì bảo hành cho các bạn tới 3 năm lận. Xài rất dễ dàng, dễ xài, dễ sử dụng nha các bạn nha. Nhìn kiểu dáng rất hay, lịch sự. Kiểu này đi làm, đi chơi, đi tập thể dục, hoặc đi đánh cầu lông, hoặc đi nhiều khi các bạn đi phượt luôn đó, cũng vô tư. Có cái ba ga để các bạn chở hành lý theo. Đồ thì trang bị đồ nó cũng tương đối là ổn định, không đến nỗi nào. Đồ nó cũng hàng dùng cũng chuẩn. Đề lip là Shimano, cứ các bạn thấy Shimano các bạn xài là hàng bền à, không phải Shimano xài thì nó dở lắm. Shimano là hàng thương hiệu nổi tiếng rồi, được mọi người biết đến rồi nha các bạn nha.